Chào mừng tất cả các bạn học sinh lớp 1 đã quay trở lại với tiết học âm nhạc. Cô rất vui được gặp lại các bạn trong tiết học ngày hôm nay. Và hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ có một buổi học thật vui vẻ và thú vị các bạn nhé. Và bây giờ, trước khi bắt đầu vào tiết học, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động một bài hát các bạn đã được học ở tiết học trước. Các bạn còn nhớ đó là bài hát tên gì không? À, đó chính là bài Cô Giáo Em, nhạc và lời của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng ôn lại bài hát này nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba nốt nhạc mi, son và la. Bây giờ cô mời các bạn nhìn lên trên màn hình và cô sẽ hát câu hỏi về màu sắc, các bạn trả lời cho cô nha. Đây màu gì? Các bạn sẽ trả lời là đây màu vàng. Rồi, bây giờ cô hỏi lại nha. Đây màu gì? Mời các bạn. Màu vàng. Chính xác. Màu vàng. Nốt nhạc màu vàng sẽ nằm ở trên dòng kẽ số 1. Và quy ước màu vàng sẽ là nốt mi. Và các bạn nhìn thấy bạn Nam đang thực hiện ký hiệu bàn tay nốt mi như thế này. Các bạn cùng quan sát cô và mình sẽ thực hiện nốt mi nha. Mi. Chúng ta sẽ vừa làm và vừa hát cao độ của nốt mi. 2, 3. Mi. Một lần nữa nha các bạn. 2, 3. Mi. Rất là tốt. Đây màu gì? À, các bạn rất là giỏi. Đây màu xanh. Và màu xanh, nốt nhạc màu xanh sẽ nằm ở trên dòng giữa dòng kẽ số 2. Và các bạn cùng quan sát tư thế thực hiện ký hiệu bàn tay của nốt. Đây gọi là nốt son. Và tư thế thực hiện ký hiệu bàn tay, chúng ta sẽ đặt hai mu bàn tay hướng ra ngoài và lòng bàn tay hướng vào trong. Và chúng ta sẽ dựng hai bàn tay đứng như thế này và hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Đây là nốt son. Mời các bạn chúng ta cùng thực hiện với cô. Son. 2, 3. Son. Rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôm lại nốt mi và nốt son nha. Mi. Son. Một lần nữa các bạn. 2, 3. Mi. Son. Và nốt cuối cùng. Đây màu gì? À, đây màu xanh dương. Và màu xanh dương sẽ là nốt la nằm ở trong khe số 2. Các bạn cùng quan sát tư thế thực hiện ký hiệu bàn tay và cao độ của nốt la nhé. Chúng ta sẽ khum hai bàn tay lại và chúc xuống phía dưới. Và chúng ta sẽ đọc là la. Xin mời các bạn cùng thực hiện với cô. 2, 3. La.
Rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại ký hiệu bằng tay kết hợp với đọc cao độ 3 nốt mi sol la. Các bạn quan sát cô làm mẫu. Mi sol la. Mời các bạn cùng làm với cô. 2, 3. Mi sol la. Thì chúng ta sẽ đọc ngược lại nha. 2, 3. La sol mi. Rất là tốt. Bây giờ các bạn sẽ quan sát cô sẽ tạo một mẫu năm âm gồm có 3 nốt mi sol la. Các bạn hãy đoán thử đó là nốt gì nha. Bắt đầu. Khi cô thực hiện 2 lần như vậy thì chúng ta sẽ đọc nốt đó 2 lần. Các bạn nhớ nha. Các bạn quan sát cô thực hiện lại. Rồi, các bạn nào đã có đáp án chưa? Giờ cùng quan sát đáp án của cô nha. Mi, mi, son, son, la. Các bạn nào trả lời đúng không? Xin chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. Bây giờ cô sẽ thực hiện một mẫu khác. Các bạn quan sát kỹ hơn nha. Khó hơn một xíu nè. Một lần nữa nha, các bạn quan sát một lần nữa nha. Các bạn đã có đáp án chưa? À, đáp án của cô đó là la la mi mi son. Các bạn cùng thực hiện theo cô nào. 2, 3. La la mi mi son. Và với mẫu ba âm này các bạn có thể tạo ra nhiều giai điệu khác nhau. Các bạn hãy thử sức sáng tạo của mình nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện 3 nốt mi sol la với mẫu 2 âm trước nhé. Mẫu 2 âm thì gồm có 2 nốt. Có thể là mi sol, hoặc là mi la, hoặc là sol la, hoặc là sol mi. Bây giờ các bạn cùng quan sát mẫu 2 âm trên màn hình. Cô chờ các bạn 10 giây suy nghĩ và đọc cho cô tên nốt kết hợp với ký hiệu bằng tay nhé. Mời các bạn. Đã hết giờ. Bây giờ các bạn cùng quan sát cô học trước xem thử các bạn đã trả lời đúng chưa nha. Son la la mi la son mi la. Các bạn nào đọc đúng tên nốt chưa? À, cô chúc mừng những bạn đã đọc đúng. Bây giờ mời các bạn cùng thực hành với cô đọc mẫu 2 âm. Các bạn nhớ vừa đọc tên nốt và kết hợp ký hiệu bàn tay nha. Bắt đầu. Son la la mi la son mi la. Lần nữa. Son la la mi la son mi la. Rồi, cô xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập tiết tấu. Trên màn hình các bạn nhìn thấy cô có quy ước ở vị trí nốt đen, chúng ta sẽ đọc là chữ ta. Ở hình nốt móc đơn chúng ta sẽ đọc là TT. Và chúng ta sẽ vừa kết hợp đọc hình nốt đen và hình nốt móc đơn trong mẫu tiết tấu này nhé. Các bạn cùng quan sát cô thực hiện mẫu. Ta ta ti ti ta ti 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 ta. Bây giờ các bạn nghe cô làm lại một lần nữa nè. Ta ta ti ti ta ti 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 ta. Cô mời các bạn cùng đọc và vỗ tay thật lớn theo cô nha. 2, 3. Ta ta ti ti ta ti 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 ta.
Một lần nữa, 2, 3. Cha, cha. Chi, chi, cha. Chi, 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 cha. Và bây giờ, cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng kết hợp phần tiết tấu với giai điệu của bài đọc nhạc Mi Sol La. Bây giờ các bạn cùng nghe cô đọc mẫu trước nhé. Son Mi Son Son Mi Son Son La La Son Son Mi Son Mi Son Son Mi Son Son La La Son Son Mi Son Mi Son Son Mi Son Son La La Son Son Mi. Bạn đã nghe rõ chưa nào? Bây giờ cô mời các bạn cùng ngồi thẳng lưng. Chúng ta sẽ thực hành đọc nhạc 3 nốt Mi Sol La các bạn nhé. Chuẩn bị nha. Cô đếm nè. 2, bắt đầu. Son Mi Son Son Mi Son Son La La Son Son Mi. Bắt đầu. Chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép lời ca kết hợp với ký hiệu bằng tay. Các bạn thử nhé. Các bạn quan sát cô làm mẫu trước nha. Tay bạn trên vai mình, ta vui nói ngắm nhau đi đều. Bài 2. Xoay tròn, ta xoay tròn, ta vui đứng đứng xong ta ngồi. Cô mời các bạn chúng ta tập đọc lời ca trước nha. Tay bạn trên vai mình, ta vui nối gót nhau đi đều. Mời các bạn cùng đọc với cô. 2, 3. Tay bạn trên vai mình, ta vui nối gót nhau đi đều. Một lần nữa các bạn. 2, 3. Tay bạn trên vai mình, ta vui nối gót nhau đi đều. Chúng ta sẽ hát lời một nha. Tay bạn trên vai mình, ta vui nối gót nhau đi đều. Mời các bạn. 2, 3. Tay bạn trên vai mình, ta vui nối gót nhau đi đều. Và tiếp theo chúng ta cùng đọc lời 2 nè. Xoay tròn, ta xoay tròn, ta vui đứng đứng xong ta ngồi. Mời các bạn. 2, 3. Xoay tròn, ta xoay tròn, ta vui đứng đứng xong ta ngồi. Mình cùng hát kết hợp với giai điệu nha. Xoay tròn, ta xoay tròn, ta vui đứng đứng xong ta ngồi. Cô mời các bạn. 2, 3. Xoay tròn, ta xoay tròn, ta vui đứng đứng xong ta ngồi. Như vậy chúng ta đã vừa kết hợp giai điệu với lời ca. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng hát với nhạc đệm và kết hợp ký hiệu bằng tay nhé. 1, bắt đầu. Tay bạn trên vai mình, ta vui nối gót nhau đi đều. Lời 2, xoay tròn. Xoay tròn, ta xoay tròn, ta vui đứng đứng xong ta ngồi. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Ở nhà các bạn hãy ôn lại bài đọc nhạc Mi Sol La và tập sáng tạo mẫu ba âm Mi Sol La kết hợp với ký hiệu bằng tay các bạn nhé. Chúc cho các bạn chăm ngoan học giỏi và nhớ lại những kiến thức, nhớ lại nội dung bài học mà cô đã dạy cho các bạn.
trong tiết học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học tuần sau.